Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an các cấp trên địa bàn tỉnh phát hiện gần 18.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ hơn 7.500 phương tiện, gần 9.600 giấy tờ xe các loại, phạt tiền hơn 15.000 trường hợp với số tiền hơn 24 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe hơn 2.200 trường hợp. Đáng chú ý, hơn 3.500 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn và trong cơ thể có chất ma túy, hơn 3.600 trường hợp vi phạm về tốc độ. Việc tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các vi phạm góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông.